Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Điện Lạnh Mai Chi. Hôm nay mình có nhận sửa cho khách hàng cái máy điều hòa Daikin GA R32. Hiện tượng của nó là không hoạt động. Đấy, block không chạy. Mà có lúc thì chạy được, nhưng có lúc thì bật cả buổi không chạy. Và cũng không báo lỗi gì, bởi vì lý do là khách hàng cũng biết check lỗi. Khách hàng cũng xem trên mạng và cũng biết cách check lỗi từ điều khiển bằng phím ken. Tuy nhiên là nó không có ghi lỗi, chính vì thế mà khách hàng check và nó không ra lỗi gì cả. Thì đối với những cái bệnh mà nó không báo lỗi như này thì thật sự là rất là khó khăn cho anh em ta khi kiểm tra sửa chữa để có cái phương hướng. Đó, thế thì hôm nay mình sửa cái máy này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà chúng ta sẽ check lỗi để tìm ra những cái lỗi ẩn, và đối với những cái ban bệnh mà nó không hoạt động cũng không báo lỗi như thế này. Đấy, khách hàng check lỗi, biết check cái phím ken, khách hàng nói luôn là mình check lỗi không có lỗi gì. Đây mình check cho các bạn xem nhé. Và hiện tại thì máy mình đang bật, các bạn thấy là giao tiếp vẫn đang tốt đúng không ạ? Và mọi thứ là không hoạt động gì. Đây các bạn nhé. Đấy, mình đang bật máy chạy này. Đấy. Thậm chí là mình tăng giảm nhiệt độ này. Đấy, tăng giảm nhiệt độ. Máy cũng không hoạt động gì, giao tiếp tốt. Và sau đây mình sẽ check lỗi cho các bạn xem là check bằng phím ken thông thường thì nó sẽ không có lỗi gì cả. Đấy, các bạn thấy kêu không không vậy ạ. Mình sẽ check qua một lượt cho các bạn xem này. Đấy, các bạn thấy về 00 là kêu bíp kéo dài về 00. Đấy, và máy không chạy gì, bật để rất là lâu như vậy là máy cũng không hoạt động, cũng không báo lỗi gì cả. Thế thì đối với cái căn bệnh này thì chúng ta không biết nó bị lỗi gì, thì việc khoanh vùng xác định cũng khá là khó khăn. Thì hôm nay mình chia sẻ anh em cách chúng ta sẽ dùng cái phương pháp khác để chúng ta check lỗi. Thì những bạn nào mà chúng ta đã từng làm ở trong hãng thì chúng ta sẽ biết cái cách này, hoặc là từ một cái nguồn nào đó. Thì mình sẽ chia sẻ cho những anh em nào chúng ta chưa biết, chúng ta sẽ tham khảo thêm. Rồi, mình sẽ đi vào chủ đề của cái video này luôn, đó là hướng dẫn check lỗi bằng cái phương pháp khác. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ bấm tắt đi, mình thoát cái chức năng test này đi nhé. Rồi, để thực hiện cái chức năng test để mà nhằm mục đích tìm ra các cái lỗi ẩn để chúng ta có phương hướng để sửa chữa, thì để làm được cái việc đó thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên các bạn để điều khiển ở trạng thái tắt như này cho mình, rồi sau đó các bạn sẽ bấm và giữ đồng thời ba cái phím sau, đó là phím tăng nhiệt độ, phím giảm nhiệt độ và phím tắt nguồn. Đó, các bạn sẽ bấm cho mình đồng thời ba cái phím đó. Thế thì cái phím tăng giảm nhiệt độ để bấm được đồng thời thì các bạn sẽ bấm cho mình vào chỗ giữa cái phím. Đấy, các bạn bấm giữa thì lập tức là nó sẽ bấm cả hai phím cùng một lúc. Cả đồng thời là chúng ta bấm phím off, chúng ta sẽ dùng hai tay. Các bạn bấm phím tăng, phím giảm và phím off nhé, tức là ba phím. Thì chúng ta cái đối phím tăng giảm chúng ta sẽ muốn bấm được đồng thời thì chúng ta sẽ phải bấm vào giữa để cho nó được cả hai phím một lúc. Đây, các bạn bấm bao giờ nó hiện chữ FC lên màn hình là được. Các bạn cứ bấm vài lần đấy, các bạn bấm vài lần nó không được thì các bạn cứ bấm làm đi làm lại vài lần. Chúng ta nó phải đồng thời cả ba phím cùng nhấn thì nó mới lên hiện chữ SC. Sau khi hiện chữ SC rồi thì các bạn sẽ bấm cho mình cái chữ fan, tức là điều chỉnh tốc độ quạt đấy, để chúng ta vào tính năng test của nó. Đấy, các bạn bấm chữ fan cái thì màn hình nó sẽ xuất hiện hàng chữ 00 và nhấp nháy ở cái ký tự đầu tiên. Thì cái nó nhấp nháy ký tự đầu tiên thì đối với cách check này thì chúng ta sẽ check nó sẽ lâu hơn phím ken, bởi vì phím ken là nó check hàng loạt các mã được, nhưng đối với cái phía chức năng này thì chúng ta chỉ check được theo từng bộ. Ví dụ cái bộ đầu đứng ở chữ 00 như này thì chúng ta sẽ gì, nó nháy ở chữ 00 thì chúng ta bấm phím tăng giảm nhiệt độ thì nó sẽ check toàn bộ cái lỗi có mã đầu là 0. Đây nhá, mình sẽ bấm phím tăng giảm này. Đấy, thì các bạn thấy là gì, nó đang nháy ở 00 thì chúng ta bấm để thay đổi cái bộ mã. Giả sử bây giờ mình để cái mã đầu đứng là chữ 0 và mình bấm chữ fan một cái nữa để nó di chuyển sang cái nháy thứ hai, thì lúc này chúng ta bấm phím tăng giảm độ thì nó sẽ nháy toàn bộ, kiểm tra toàn bộ cái lỗi có cái mã đầu là chữ số 0. Đấy, các bạn thấy chưa? Cách này thì làm thì nó hơi lâu nhưng mà nó sẽ tìm được những cái lỗi ẩn các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy nó quay trở về 00 rồi và nó sẽ không có lỗi gì trong cái bộ mã đầu là 0. Thế thì để mà tiếp tục để di chuyển thay đổi cái bộ mã thì chúng ta cần phải con trỏ nó nhấp nháy về cái chữ đầu tiên đúng không ạ? Thì tuy nhiên là chúng ta sẽ không thể làm nó quay trở về được nữa. Đây các bạn bấm phím ken thì phím fan lúc này nó chỉ là gì? Nó chỉ có tăng giảm đấy thôi, chứ nó không nách được cái con trỏ nữa. Để thoát cái chức năng test này cũng như là việc thay đổi cái bộ mã, chúng ta phải tháo pin ra. Chúng ta tháo pin ra, chúng ta bấm phím off cho nó nhanh hết pin. Rồi chúng ta lại lắp lại. Chúng ta lại lắp lại. Rồi chúng ta lại vào như ban đầu. Các bạn cứ bấm hai vào cái đấy nó vào rồi. Thì lúc này mình lại bấm phím gì? Phím fan đúng không ạ? Để cho nó hiện lên cái đỡ 00. Rồi sau đó chúng ta sẽ di chuyển. Vừa nãy chúng ta check cái bộ lỗi có, bộ mã lỗi có số 0 đúng đầu rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bấm phím tăng giảm để lên chữ A này. Chúng ta sẽ lại tiếp tục bấm fan để nó nháy sang số 0 để chúng ta thay đổi các bộ mã có chữ A đứng đầu. Đây, giả sử mình sẽ thay đổi, mình sẽ kiểm tra cái bộ có chữ U đứng đầu nhé. Rồi, cái bộ mã lỗi có chữ U đứng đầu. Thì lúc này nó đã có chữ U đứng đầu rồi. Mình bấm chữ fan để chuyển qua nháy chữ 0. Rồi sau đó mình bấm tăng giảm này. Đó, các bạn thấy là cái nó sẽ kêu pip ở cái mã lỗi gì? U2 đúng không ạ? Đó. Cái check này thì chúng ta sẽ làm hơi lâu bởi vì chúng ta test từng bộ mã một. Tuy nhiên là nó sẽ giúp chúng ta tìm được những lỗi ẩn các bạn nhé. Chứ nó không giống phím ken. Phím cancel thì chúng ta sẽ nó sẽ check hàng loạt được nhưng lại không tìm ra lỗi. Đó. Các bạn thấy nó kêu U2 chưa ạ? Như vậy chúng ta xác định là cái máy này đang mắc lỗi là lỗi U2. Đúng không ạ? Rồi, để tiếp tục sang cái bộ mã khác thì chúng ta vẫn phải gì? Lại phải tháo pin ra. Bấm các phím, một phím bất kỳ để cho nó thoát hết nguồn điện đi. Rồi chúng ta lại lắp lại. Đó, các bạn check trong bộ nhớ máy đang là ghi lỗi U2 đúng không ạ? Đây, thế thì sau khi các bạn biết là nó đang mắc lỗi U2 rồi thì bây giờ mình check thử cho các bạn xem là chúng ta bấm bằng phím ken thì nó vẫn kêu pip pip 00, tức là gì? Không có lỗi gì. Đây nhá, mình sẽ check các bạn xem là nó lướt qua lỗi U2 mà nó không báo lỗi gì. Các bạn để ý cho màn hình nhá. Đó, các bạn thấy nó vừa lướt qua lỗi U2 mà nó không kêu pip đúng không ạ? Đây, thì nội dung của video hôm nay chỉ ngắn gọn ở đây thôi. Mình hướng dẫn các bạn cách chúng ta check lỗi bằng phương pháp thứ hai để tìm ra cái lỗi ẩn khi mà cái máy nó gặp phải cái hiện tượng là không chạy cũng không báo lỗi như này, để giúp anh em chúng ta có cái hướng khoanh vùng sửa chữa được máy tốt hơn. Mình cũng xin kết thúc cái video chia sẻ ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi cái video clip này của mình, và xin chúc tất cả các bạn chúng ta ngày càng sửa chữa thành công hơn nữa. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình nhé. Từ nay chào các bạn.